máy may Nguyễn Dung hướng dẫn sử dụng máy may Yuki Corsair 55. Đây là dòng máy may đa năng, máy có thể may giả vắt sổ, làm khuy và chạy trang trí các kiểu. Ở trên màn hình đang là cái máy của mình ha, thì mọi người có thể nhìn thấy cái nút màu tròn ở phía bên phải, đây là tất cả các cái chức năng mà máy có thể may được ha. Rồi, rất là đẹp, cái rất là nhiều chức năng tiện dụng ha. Rồi, có một cái lưu ý, đấy là đây là dùng máy dùng điện 110V, do là máy nội địa Nhật cho nên khi mà mua máy thì shop sẽ tặng kèm mọi người một cái biến thế điện màu vàng như vậy. Thì mọi người lưu ý là sẽ cắm máy vào cái biến thế điện màu vàng này ha, sau đó mới cắm vào cái nguồn 220V nhà mình, cắm cái cục này vào cái nguồn 220V, sau đó mới cắm máy vào cái cục này. Dạ, rõ ràng như vậy ha, lưu ý giùm mình. Rồi, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách quấn chỉ vào trong cái suốt chỉ. Đây là cái cần đánh suốt, mình sẽ để cái suốt chỉ vào đây, rồi sau đó mình sẽ kéo chỉ theo cái hướng mũi tên nét đất mà ở trên này người ta có hướng dẫn đây ha. Rồi, thì mình sẽ kéo này, móc vào đây, sau đó mình sẽ móc vào cái đồng tiền ở đây ha, mình móc theo chữ alpha, rồi mình quấn vòng vào suốt, quấn chỉ cố định vòng vào suốt vài vòng thôi ha. Đó, mình cố định nó vào, xong đó mình sẽ bật cái suốt qua bên phải, tiếp đó mình sẽ bật cái nút may dừng, nút này gọi là nút may dừng này. Đó, thì chỉ nó sẽ được quấn vào suốt. Rồi khi mình thấy nhu cầu đầy rồi thì mình sẽ bấm dừng. Đó, mình bấm dừng và lấy suốt ra ha. Bật qua bên trái và lấy suốt ra để mình dùng. Rồi, đó là cái cách đánh chỉ vào suốt. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi chỉ của cái dòng máy này. Thì mọi người lưu ý cái dòng máy này hay là tất cả các cái dòng máy may á, thì khi mà mình đưa chỉ đi chỉ á, đầu tiên mình sẽ đưa cò về vị trí cao nhất của cò bằng cách là quay vô lăng. Vô lăng là cái trục tròn ở phía bên phải máy, cái trục tròn ở phía bên phải máy đây. Đây ha mọi người. Đây. Rồi, sau đó mình sẽ đưa kim về vị trí cao nhất. Đưa kim về vị trí cao nhất. Xin lỗi mọi người, đưa cò về vị trí cao nhất, sau đó mình sẽ nâng chân vịt lên, giữ chân vịt lên ha, giữ chân vịt lên. Rồi, mọi người lưu ý ha. Rồi, tiếp đó mình sẽ kéo chỉ theo các bước của hướng mũi tên nét liền. Ở đây cũng chỉ mình sẽ để ở đây, sau đó mình đẩy cái nắp lại. Rồi, kéo cái này nha. Rồi, móc vào đây ha. Rồi, kéo vòng lên. Sau đó này, kéo móc chỉ vào cò. Móc chỉ vào cò này, rồi kéo thẳng xuống này, rồi móc vào phía trên của kim, xong đó mình sẽ sập chân vịt xuống. Đến bước này mình sập chân vịt xuống, đưa kim về vị trí cao nhất của kim, sau đó mình sẽ dùng cái cần xỏ chỉ tự động mình móc, thì chỉ nó sẽ được xỏ ra sau, xỏ vào kim rất là dễ dàng ha. Thì cái thao tác mà xỏ chỉ tự động này á, mình đã có hướng dẫn ở một cái video rất là chi tiết, một video riêng rất là chi tiết ha, mọi người có thể tham khảo thêm hoặc là inbox mình sẽ hướng dẫn thêm, tại vì ở trên video này thì mình không đủ thời gian để mình làm kỹ như vậy ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách bỏ suốt vào trong ổ thuyền. Rồi ở đây là cái suốt của mình ha, cái suốt chỉ, thì cái thao tác như sau, mình sẽ tay phải mình cầm cái suốt, tay trái mình cầm cọng chỉ, mình bỏ vào trong ổ thuyền. Rồi, ngay cái tay của mình trên vị trí này, mọi người nhìn thấy không? Có một cái khe, gọi là khe của ổ thuyền. Đó, thì mọi người quan sát ở trên ổ thuyền nó có một cái khe. Mình sẽ kéo cái cọng chỉ này vào cái khe đó, kéo về móc về phía bên trái. Rồi, móc xong mình để vậy. Rồi, tiếp đó mình sẽ cầm cái cọng chỉ trên, mà cọng chỉ màu vàng ha. Mình xoay trục vô lăng, trục rô lăng là trục tròn bên phải. Mình xoay về hướng người mình khoảng 2 đến 3 vòng, thì cái chỉ trên đó, nó đã lôi cái cọng chỉ dưới lên. Mọi người nhìn thấy không? Đó, cọng chỉ màu trắng đã được lấy lên. Sau đó mình quạt nó qua đằng sau, đẩy cái nắp ổ thuyền lại. Rồi, tới đây thì mình chỉ cần bỏ vải vào và mình may thôi. Bỏ cái chi tiết, bỏ quần, bỏ áo của mình vào và mình may thôi. Thì ở đây mình có miếng vải ha. Ở trên miếng vải mình đã may một số cái kiểu đường may của máy nè. Cái dòng này đường may rất là đẹp ha. Rồi, mình sẽ may nè, để cho mọi người xem ha. Đây, mình sẽ điều chỉnh về may đường thẳng. Dạ, cái dòng máy này thì máy rất là mạnh ha, may rất là mạnh và đường may rất là đẹp. Đây, mình sẽ may thêm một đường nữa. Rồi, cái nút này là cái nút lại mũi, khi mình nhấn nút này thì máy nó sẽ may lùi ha. Rồi, ngưng thả cái nút này thì
máy nó sẽ dừng lại. À, muốn may nữa thì mình sẽ bấm à, cái nút màu xanh là nút may dừng. Rồi muốn chừng thì mình bấm. Rồi nút may dừng, nút bấm. Cái bánh xe tròn ở phía bên trái trên này của máy đây, nó là bánh xe để điều chỉnh lỏng chặt của đường may chỉ trên. Nếu như mà chỉ mà lỏng quá thì mình sẽ siết chặt lại bằng cách là đưa cái bánh xe về phía bên trái. Còn nếu mà muốn nới lỏng ra thì mình sẽ đưa bánh xe về phía bên phải. Ha, đó là cái cách siết chỉ. Rồi ở đây cái bánh xe mà có cái chữ số 1234 này á, 01234 này, nó là bánh xe để điều chỉnh cái độ thưa dày của đường may. Mình muốn điều chỉnh thưa hay dày thì mình sẽ điều chỉnh bánh xe này. Điều chỉnh về cái số mà nó càng lớn thì đường may nó sẽ càng thưa. Rồi cái trục tròn này là cái trục chuyển mẫu. Khi mình vặn cái trục này, mọi người có thấy một cái đây không ạ? Một cái hình khuyết mặt mà con mắt đây không? Khi mà cái hình khuyết con mắt này này nó đi về cái vị trí nào thì máy nó sẽ đang may cái mẫu đó. Ví dụ ha. Rồi, bây giờ mình đi về đây là đường zig zag. Đi về đây là đường zig zag ha. Thì máy nó sẽ may đường zig zag. Đó. Đó. Đó ha. Còn cái cần gạt có cái hình con rùa con thỏ này, nó là cái cần điều chỉnh tốc độ máy. Khi mà mình gạt nó phía bên trái thì tốc độ máy sẽ chậm dần. Đó, đây là tốc độ máy chậm nhất ha. Rồi, mình gạt nó dần về phía bên phải thì tốc độ máy sẽ tăng dần này. Đó. Tăng dần đó mình. Đó, rồi. Tiếp theo. À, ở đây là cái cần đánh suốt ha. Rồi ở phía bên phải của máy thì có một cái công tắc, mình gọi nó là công tắc đại đèn. Khi mình tắt cái công tắc này thì đèn sẽ tắt và đồng thời máy cũng tắt luôn. Tức là khi mà mình tắt cả đèn là máy không may được nữa. Thì mình muốn may thì mình phải dỡ đèn lên, dỡ cái công tắc này lên ha. Còn mình gọi nó là công tắc đèn. Rồi ở phía bên trái của máy có một cái dao, mình gọi là dao cắt chỉ. Thì khi mình may xong đó, mình sẽ kéo cái cọng chỉ lên nó và mình cắt. Kéo cọng chỉ lên, đó mình cắt chỉ ha, à nó đã cắt xong, rất là tiện lợi ha. À, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách thay chân vịt của cái dòng máy này ha, rất là đơn giản. Ở phía sau của cần chân vịt ngay cái tay mình nè, đấy ngay cái tay mình kéo ra thì có một cái nút màu đen, mình sẽ bấm cái nút màu đen đó một cái thì cái chân vịt cũ nó sẽ được rơi ra. Bây giờ trên cái chân vịt này, mỗi cái chân vịt nó sẽ có một cái thanh ngang. Và trên cái cần chân vịt đó, thì nó có một cái rãnh. Mình để cho cái rãnh và cái thanh ngang đó đó nó trùng khớp vào nhau. Mình sập một cái, sập chân vịt xuống một cái thì tự động chân vịt nó sẽ dính vào. Này, mình lưu ý là phải để cho trùng khớp nha. Ví dụ không trùng, không trùng là không dính ha. Phải trùng nha. Đó, trùng thì nó mới dính ha. Đó, như vậy là mình đã thay chân vịt xong. Rất là đơn giản ha. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người các cái bước căn bản để sử dụng chiếc máy may New Corsair 55. À, mọi người có cần thắc mắc gì hoặc là cần hướng dẫn gì thêm thì có thể liên hệ vào cái đường link của shop hoặc là số điện thoại ở trên màn hình ở bên dưới ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ máy may Nguyễn Dung trong suốt thời gian qua.